Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với Minh Audio Đông Hà Nội. Sản phẩm các bác đang theo dõi là một mẫu lọc đến từ Hàn Quốc. Bề ngang của sản phẩm này gần 44cm, rất to. Mà thường các sản phẩm thì nó đều như vậy. Ít những mẫu mà có 42, thường Pioneer mới làm 42. Đây là mẫu lọc nhạc của Inkel. Tôi đang để giá rất đẹp, đó là 3 triệu đồng thay vì 3,5 triệu anh em nhé. Bởi vì mẫu lọc này ngoài cần gạt thì nó có cả đèn nháy, đèn tia. Muốn thay đổi kiểu đèn thì anh em có thể bấm vào đây. Bấm vào đây. Đó. Các kiểu nháy luôn. Lọc có hai đường vào âm thanh, đó là đường live và đường tape. Nếu tôi bấm vào đây sẽ mất tiếng này. Đó, tắt đi vì tôi đang chạy đường live. Và EQ sáng sẽ là có lọc. Nếu không sáng thì là sẽ nếu sáng đèn này là có lọc, không sáng sẽ là không có lọc. Hình thức còn đẹp xuất sắc và bãi zin luôn. Nắp tre. Nắp tre đây. Góc cạnh đây. Điện hai cầu điện 100 và 220. Hôm qua thì tôi đăng mẫu lọc LG hay còn gọi là Lotte 700, cũng để giá 3 triệu, mặc dù nó phải trị giá tầm 3 triệu rưỡi như những ngày xưa. Nhưng hai mẫu này tôi đều để giá 3 triệu đồng cho anh em chơi. Đó. Hai cầu điện. Tôi đang chạy điện 220, anh em thích thì gạt lên điện 100. Đường vào line, đường xuất xuống âm ly, đường vào tape ở bên này, in là vào. Mẫu lọc này nó có cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Rất may là chỗ cần thiết thì nó lại để tiếng Anh nên là rất dễ cắm. Tôi chỉnh nhạc mời anh em cùng theo dõi xem là nó hay đến đâu. Rất mới nha. Tất nhiên mới đến đâu vẫn phải có xước sát một tí, như tổng thể góc cạnh là tương đối mượt mà. Kia là thông tin địa chỉ của hàng tôi rất rõ, anh em có thể đến tận nơi mua hoặc đặt cọc tiền sẽ gửi đi cho các bác. Thể gọi là xuất sắc. Bỏ dài ở bát này. Đó, bát. Tép rồi. Khi các bác chỉnh lọc cần gạt thì chỉnh đến đâu thì mình sẽ cảm nhận rõ ngay đây đấy, 2, 4, 6, 8, 9 cần gạt trong một vế loa. Bát lên. Bỏ lọc. Đó. Bỏ lọc thì đèn lên khi sẽ không sáng. Có lọc này. Có lọc vào. Các dải âm sẽ căng đét luôn. Các bác nếu nghe qua bộ dàn hoặc là nghe qua tai nghe sẽ rất rõ. Nếu còn nghe qua điện thoại thì sẽ không bao giờ cảm nhận rõ được độ thay đổi đâu. Tôi sẽ chuyển sang nhạc có lời. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đàn. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa. Các bác chỉnh mình nghe thế nào thì mình sẽ chỉnh như vậy. Khoảng âm bát ở phía đầu, lời ở giữa và tép ở ngoài cùng. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự dạ lên đường. Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương. 3 triệu Việt Nam đồng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.